Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay về lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên Hoàng Tuấn xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Và các anh chị em bên đội ngũ YouTube xin chúc cho tất cả các bạn có một cuộc sống thật là an lành. Thì hôm nay mình vừa hoàn thành xong một cái cặp vỏ súp 50 các bạn ơi. Đó, thì mình cũng không có cái lo để test nữa các bạn. Mà mình lấy cái lo huyền thoại của mình nha các bạn. À, cái lo này các bạn biết mà. Đó, cái lo này là nó bèo như là cá kèo luôn rồi nha các bạn. Đó, rồi bên đây thì nó bị bể màng bể rồi mình giá lại nè các bạn thấy không. Đó, rồi cái mũi đầu này kia mình pha ba cái keo mình làm cho cái màng nó cứng các bạn. Đó, thì con của mình nó đang chuẩn bị nó tháo cái cặp mua to 20. Đó, thì ngày hôm qua thì mình cũng có làm cái video này các bạn, cái video mà khi mà mình làm cái show cưới đó các bạn. Đó, thì hôm qua thì mình đánh nhiêu đó các bạn. Nó cái lò kéo 2 tấc rưỡi của mình kết hợp với con cặp monitor 20 nữa nha các bạn. Bây giờ con mình đang lấy ba cái dây điện nha. Đó, thì mình quên hoài các bạn ơi, quên mua mấy cái gắt mít cong rồi các bạn. Đó, bây giờ mỗi một lần đi show á là phải câu vô trong đó xong rồi mới lấy ra. Đó, mới móc nó ra xong mới đưa lên cái cặp monitor thì nói chung nó mất thời gian quá. Mai mốt mình có dịp mình đi mà mình mua làm 2 cộng sẵn gì các bạn ơi. Bây giờ mỗi một lần test lo mình mất lấy cái này ra mới có test. Đó, thì nói chung thì nghèo nhiều chứ không lẽ nghèo nhiều, nhưng mà có cái công việc nhiều quá cho nên là không có làm được 2 cái sợi mới các bạn. Chứ không phải là mình khổ đến nỗi mà mình mua không nổi 2 cái đầu đó với lại 1 cộng dây các bạn ơi. Bây giờ nó đang mở bên đó kìa, để nó lấy về bên đây để câu vô cái cặp môi to 20. Để nằm xuống luôn đi, nằm xuống chừng nào mà cho nó chạm 2 cái á, nó chạm 2 cái đế đó xuống dưới luôn mới được. Chạm 2 cái đế đó xuống dưới mấy cái lỗ đế lõm á. Thì ở đây thì mình cũng có làm 4 cái đế lõm nè các bạn ơi. Cho các bạn này về bạn để cái full lên cho nó đừng có bị chạy các bạn. Sẵn đây mình coi cái này vừa không, cho nó vô đây luôn. Đó, để nó chạy vô full mình. Đó. Rồi được rồi. Rồi kết nối vô đi. Rồi coi cái mở bóng đèn lên đi cho nó sáng sáng luôn cho mọi người xem cho nó dễ. Ở đây mình quay bằng điện thoại cùi bắp các bạn. Mà trời thì đang mưa. Đó, cho nên là trời chuyển mưa tối quá cho nên là cũng hơi tối nữa các bạn thông cảm nha. Ở đây thì các bạn cứ xem những cái gì đang diễn ra trước mắt các bạn là thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời, không có bất cứ một cái sự can thiệp gì hay là hoặc xử lý hay là tính toán hay là sắp đặt gì hết trơn nha các bạn. Các bạn nên nhớ vậy thôi, đó là được. Đó, đèn sáng sáng lên rồi các bạn. Thì mình sẽ test cho các bạn nghe cái cặp súp này. À, thì súp này mình sẽ nói về cái chất liệu của nó là MDF 18 ly, tức là 1/8 nha các bạn. À, và cái chiều ngang nó là 54, à, chiều cao nó là 70 và hậu nó là 80. À, các bạn chưa chân các bạn, mình cho các bạn nghe cái chất âm mà khi mình vỗ các bạn nghe thử nha. Đó, các bạn nghe không? Đó. Đó, các bạn nghe phình không? Đó. Đó, các bạn đeo cái tai nghe và các bạn sẽ cảm nhận được là khi mà cái mình làm bằng cái MDF này chất âm như thế nào. Các bạn thấy bụi quá bụi nè các bạn này. Mới làm rồi có 1 bữa 2 bữa mà các bạn thấy bụi thôi luôn nè. Đó, thì để nữa mình vệ sinh rồi mình xịt hơi rồi đàng hoàng chân rồi mình xếp các bạn. Còn những cái dấu này là cái dấu mình đổ keo nha các bạn nha. Mà keo 502 này thì nó khi mình đã gặp cái không khí ngoài nó bị trắng trắng như thế không sao các bạn. Nữa mình lắp lưới lên là nó liếp hết trơn rồi các bạn ơi. Đó, cái này là mình rất là kỹ, mình khoan màu rồi trước xong rồi mình mới đổ keo vô nha các bạn. Cho nên là nó bị trắng trắng như thế không sao hết trơn các bạn. Lưới thì mình làm rồi. Nè lưới nè các bạn. Nè lưới nè. Đó, lưới rất là đẹp. Rồi cái này thì lưới của cặp súp 4 rồi. Đây cặp này cặp súp 4 nè. Đó, thì cái cặp này á, là của anh khách đó, mình đang lên cho ảnh là một cặp vỏ súp 4 và một cặp vỏ phi thuyền 30. Đó, thì các bạn thấy kênh mình có hay hoặc là muốn
xem những cái sản phẩm kế tiếp của mình ra đời nữa thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đó, đồng thời các bạn sẽ nhận được một cái video sớm nhất. Đó, thì ở đây là cặp này là cặp vỏ súp 4, còn cái đó là vỏ súp 5. Rồi thì bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa các bạn, mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng súp. Thì bây giờ thì mình sẽ đi qua về cái hướng bên đó nha các bạn, để mình nghe cái súp nó rõ hơn. Và một cái nữa là mình quay cũng hơi ngắn chút xíu nha các bạn, bị trời đang mưa lâm râm mình sợ ướt cái điện thoại nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ qua bển mình để mình lắng nghe con mình ở đây, nó sẽ nâng cái like của mixer lên. Rồi mình đi về hướng bên này mình nghe các bạn. Rồi lên nhạc. Đó các bạn nghe súp không? Đó, đằng xa chừng nào mà các bạn nghe phun vậy là các bạn thành công. Mà bạn đằng xa mà các bạn nghe phập là thua nha các bạn. Đó các bạn nghe súp phun, các bạn nghe cái bát nó sâu nhưng mà nó dứt phát các bạn. Đó, các bạn nghe không? Quýnh chưa có nhúc nhích gì dần, tăng lên một chút ga nữa, tăng lên nữa. Đó, vậy nó mới căng lo đó các bạn. Rồi thì bây giờ mình cũng đã cho các bạn nghe cái tiếng súp rồi. Thì các bạn muốn nghe được cái lực súp thì các bạn phải đeo tai nghe mới nghe được nha các bạn nha. Tại vì cái tần số nó là tần số thấp, tần số trầm. Cho nên là các bạn không nghe qua điện thoại thì các bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được, trừ khi là các bạn đeo cái tai nghe vào các bạn mới nghe nó rõ được thôi. Thì một chút xíu nữa mình sẽ lên luôn cái phun để cho các bạn nghe nó hòa vào trong cái phun nó như thế nào. Đó, thì các bạn mình cũng nhắc lại chút xíu nha. Đó, thì ngày hôm mấy video trước đó thì mình cũng có đăng là mình nói cái dàn của mình đó các bạn. Cái dàn của mình thì lo kéo đó mà quýnh với một cặp mui to 20 này. Đó, mà để phục vụ một cái đám mà khoảng 10 mâm mười mấy mâm như thế thì chắc chắn là nó không phê nổi các bạn. Nhưng mà các bạn nên nhớ rõ một điều là cái phê của cái 400.000 với cái phê của 1.500.000 nó khác nhau rất là xa nha các bạn. Nếu mà thật sự mình đi nguyên một cái dàn nhạc đó thì một buổi không có nhạc công, chỉ bấm lớp tốp màn hình thôi là 1.500.000 một buổi các bạn. Đó, thì cái thằng này thì nó 400.000, nó không có màn hình gì hết, nó chỉ có bao nhiêu duy nhất thôi, chủ nhà tự kết nối điện thoại, làm gì làm, tới giờ là mình trở về thôi. Đó, nhưng mà tại vì cái ngày hôm qua đó là cái đám nó ở gần nhà mình, nó nằm bên đầu cầu bên đây nè, cho nên là mình mới có cái thời gian đó để mình qua bển mình quay cho các bạn xem thôi, chứ còn ở xa cũng thua rồi các bạn. Nhưng mà mình nghe là từ bên đầu cầu qua tới bên đây nghe rất là rõ, cho nên mình có cái ngẫu hứng mình mới qua bên bển đó là mình giao du với anh em bên đó luôn đó, rồi sẵn mình quay cho các bạn xem luôn. Đó, chứ còn thật sự mà nói cái loa này thì muốn làm cho cả mười mấy mâm mà được phê nữa thì cũng hơi khó. Nhưng mà thật sự mà nói cái không khí của cái video đó các bạn thấy khủng khiếp là vui các bạn. Vui cực kỳ là vui luôn. Đó, nhưng mà nó nhỏ như thế mà nó làm được cái không khí náo động như thế thì nó cũng là dạng VIP rồi các bạn. Đó, mà nói thật với các bạn đấy. Mà bên đó thì thật sự là người ta rất là giàu nha các bạn, chứ không phải là nghèo đâu. Không phải là người ta tiếc tiền, mà nhà của người ta là có người lớn tuổi các bạn, cho nên là họ không muốn xài cái dàn âm thanh lớn. Chứ còn cái dàn âm thanh lớn mà chịu phục vụ thì chắc chắn một điều là mình cũng là phục vụ thôi, chứ ngoài ra không có ai. Nhưng mà mình cũng nói rồi, thì trong cái thời gian này chỉ có gần gũi mấy đứa con mình nó đi tới đi lui, nó canh nó trực được thì mình mới cho cái dàn lớn đi thôi. Còn ở xa là bây giờ dứt khoát không nhận một cái show nào nữa hết các bạn. À, mình sẽ mà quăng show cho những anh em khác. À, chẳng hạn như anh em có tình có nghĩa đó, hay là hoặc có mà xài cái sản phẩm bên mình rồi này nọ thì mình quăng cho những anh em đó làm thôi, chứ còn mình thì mình không có làm nữa nha các bạn nha.
Đó, thì để giết rồi các bạn thấy nè, cái dàn bụi đóng tới cỡ này nè. Đó, các bạn thấy mình lao ăn cái một, các bạn thấy không? Đó, thấy tội luôn các bạn. Tội nghiệp lắm. Đó, mà mình thương nó lắm các bạn. Nhưng mà giờ không biết làm sao giờ, nó tại vì bây giờ mình làm nghề này phải chịu à. Đó, thì bây giờ mình sẽ lên luôn cái phun nó luôn để cho các bạn nghe cái nhạc nó như thế nào nha các bạn nha. Đó, đồng thời mình sẽ đi qua bên hướng bên đó tiếp tục để mà mình cho các bạn nghe. Rồi bây giờ mình con mình nó khiển nhạc nha các bạn. Mình bên đây mình nghe, mình quay lẹ lẹ để mưa ướt cái điện thoại các bạn ơi. Mưa đang lâm cầm. Rồi lên nhạc. Lên nữa. Không nghe luôn rồi các bạn. Nó không nghe các bạn. Lên nhạc nữa. Chưa nữa các bạn thấy cái đèn của mình là nó chỉ mới có líp nhẹ thôi các bạn. Chừng nào mà cái đèn nó sáng hơi nhiều á, nó mới đủ căng chút xíu nữa. Lo cùi bắp nha các bạn. Cái này mà gặp con 125 nó quýnh mấy khủng các bạn. Các bạn nghe phê không các bạn? Hơn nữa các bạn ơi. Rồi xuống luôn đi. Thì nói chung á các bạn ơi, ở đây thì mình test á các bạn thấy nè. Ở đây thì toàn là tường không nè các bạn thấy không? Vòng toàn là tường, nó bí là không à các bạn. À, nhưng mà cái hướng này á là cái hướng mà phải nói là dễ chịu nhất nha các bạn. Cái hướng này là hướng dễ chịu nhất cho nên là mình mới quay về cái hướng này thôi. Còn cái hướng đằng kia thì cũng bị chửi, mà hướng này cũng bị chửi nữa, cho nên là cái hướng này là của cái nhà chú Tùng. Mà nhà chú ở bên đây, cái này là đất trống nha các bạn. Cái đất trống này là của chú Tùng này. Thì chúng ta quýnh sổ thì nó cũng có được một cái đường thông đi ra ngoài đó đó các bạn. Cho nên là mình quay về. Chứ còn cái súp này á, mình quay như thế này thì nó phải giữ rồi các bạn. Tại vì các bạn biết tại sao không? Tại vì ở đây là toàn bộ là tường, nó bí là hết nè. Bởi vì cho nên là cái lúc mà mình đi xa ra, các bạn nghe cái bát nó muốn lộng, nó giống như cái bát delay vậy các bạn thấy không? Đó, các bạn nghe cho thật là kỹ đi. Nếu mà mình không nói có thể là các bạn không biết đó, nó được những cái bức tường mà nó bí lại như thế là các bạn nghe nó giống như là một cái delay của cái bát vậy đó. À, mình đi vô trong hướng trong đó các bạn nghe lồng lộng nghe chứ không phải nó dứt khoát. Đó không phải là cái bát của mình nó không dứt khoát nha các bạn. Đó, mà là cái không gian. Nó cái không gian đó, chẳng hạn như chúng ta bây giờ chúng ta ở ngoài đi, thì chúng ta nói chuyện thì cái âm thanh mà chúng ta nói chuyện thì nó sẽ thoát đi được và nó vơi đi dần theo cái không khí. Còn nếu như mà chúng ta đi vô cái phòng á, chúng ta nghe nó nói chuyện nghe gỗn lồng lộng thì nó cũng giống y như thế các bạn. Còn những cái súp mà mình test như thế này thì đáng lý là test phải ra một cái không gian nào đó cho nó không có bất cứ một cái bức tường nào để mà nó ngăn chặn cái bát đó lại, thì các bạn nghe nó mới đã. À, và nó rất là dứt khoát. À, còn cái này các bạn thấy mình qua bên tới bên đó, không biết hồi nãy các bạn có để ý nghe thử không nghe. Nếu mà các bạn không có để ý thử á, thì các bạn cứ tua về cái khúc hồi nãy mà mình đi qua cái chiếc xe đậu lúc ở bên đó đó.
À, các bạn nghe lại nghe nó lồng lộng vậy đó các bạn. Cho nên là cái súp mà ở đây mình nói thật với tất cả các bạn là cái súp mình đóng nó rất là đi xa nha các bạn nha. Nhưng mà nó ngon một cái vấn đề này là cho dù nó xa hay gần vậy các bạn nghe nó cũng đã. Đó, nó như vậy là nó mới đạt các bạn. Có những cái dòng súp mà nó quánh tại cái đám đó, nó quánh muốn mất thở luôn, nhưng mà khi đi ra ngoài nó đã hết. Và có những dòng nó quánh trong đám không có, nhưng mà các bạn đi ra ngoài xa nó có, nó cái đó mình không hiểu như thế nào luôn các bạn. À, còn nếu như một khi mà chúng ta đã kết hợp nó đúng á, thì cái vấn đề mà đi xa đi gần á, nó cũng không có khác nhau nhiều các bạn. Tại vì các bạn suy nghĩ đi, cái âm thanh mà không có cái gì mà ở gần mà nghe nhỏ mà đi xa nó lớn hết trơn. Nó cái đó là mình đã gáp sai cái nguyên lý rồi các bạn. Các bạn thấy không? À, và cái đống lửa các bạn đốt lên cũng vậy nữa. Không có khi nào mà các bạn đốt ở đây mà đằng kia nó nóng được. Mà nó phải nóng từ ở chỗ cái đống lửa nó nóng ra. À, và khi mà mình kết hợp âm thanh cũng vậy. Cái chỗ này nó giữ thì nó đi xa nó mới giữ được các bạn. Mà chỗ này nó không giữ mà nó đi xa nó giữ là nó phải có vấn đề này gì vậy đó, chứ không có chạy đường nào khỏi. Nó nghịch pha hay là nó trái pha hay là nó như thế nào rồi đó các bạn. Hay là cái dòng vỏ đó họ thiết kế nó làm sao rồi mình cũng không hiểu thiệt nha các bạn nha. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta mà để nói mà để vừa ý vừa bụng á, là tại chỗ vẫn ngon mà đi xa nó cũng ngon thì cái đó mới là thành công. À, còn nếu như mà ở chỗ đó không có cái gì hết mà đi xa nó nghe cả hình cả đùng á, thì cái đó thì mình không biết làm sao nói rồi các bạn. Đó, nhưng mà mình đã từng thấy các bạn, mình đã từng thấy cái tình trạng nó xảy ra, cho nên là mình mới nói cho các bạn nghe thôi. Chứ thật sự mà nói là nếu mình không thấy thì mình không nói đâu các bạn. Rồi thì sẵn đây thì mình cũng nói luôn với tất cả các bạn, đây là dáng mình đã ra sẵn hết nè, mình chuẩn bị cho cái công việc sắp tới. Thì ở đây mình cũng nói luôn nha, đó, để cho những anh em nào cần thì tới với mình. Đó. Còn nếu mà cảm thấy như nó không được hài lòng thì tìm nơi khác. Ở đây là mình xài MDF 18 ly nha các bạn. MDF 18 ly. Cái ván này là một cái ván phải nói là chất âm, phải nói là cực kỳ. Chưa có thể nói là cái dáng nào cho cái chất âm nó tốt bằng cái dáng này nha các bạn nha. Là mình so là so theo cái thị trường. Còn các bạn muốn chống thấm, chống nước, chống gì đó thì các bạn tìm chỗ khác. Nhưng mà mình cũng xin nhắc nhở với các bạn là một điều như thế này. Đây cũng là một lời nhắc nhở nhưng mà cũng là một cái lời cầu xin luôn. Thì mình nhắc nhở và cầu xin tất cả các bạn đừng đem những cái sản phẩm của người khác mà đem vào cái kênh mình để mà so sánh. Cho dù các bạn đang thương mến mình hay là bạn đang ghét bỏ mình cũng vậy hết. Tại vì nói chung ai cũng kiếm cái đồng tiền. À, ai cũng kiếm cái đồng tiền hết các bạn. Cho nên là các bạn đừng có so sánh như thế vào cái kênh của mình. À, thì có bạn khen các bạn nói là cái sản phẩm của mình nghe cái chất âm nó hơn chỗ nào đó. Thì cái đó là các bạn xem cái comment các bạn sẽ hiểu là mình đang nói về cái vấn đề đó. Thì chỗ khác thì chỗ khác đi các bạn. Dù các bạn có thương mình thì các bạn cũng để bụng ha. Các bạn đừng có nói ra. Tại vì các bạn nói ra như thế là người khác sẽ ghét tới mình. Tại vì các bạn thương mình mà các bạn cho cái sản phẩm mình lúc nào nó cũng hơn chỗ khác thì cũng tội nghiệp cho mình, người ta cũng ghét mình luôn các bạn. Chứ không phải người ta thương mình đâu. Cho nên là về cái vấn đề đó là làm ăn mình không muốn đụng chạm với bất cứ một ai. Đó, và cái chỗ mình là cái chỗ cùi bắp, cái chỗ nhỏ lẻ, nó không có xứng đáng gì ở trên cái thị trường này hết các bạn. Còn những cái nơi khác là người ta bán rất là rộng rãi, rất là nhiều. Đó, và mình hiện tại bây giờ mình cũng đang cố gắng từng ngày để mà cho cái sản phẩm mình ngày càng tiến xa hơn. Đó, và tốt đẹp hơn sau này nữa. Đó, chỉ nói vậy thôi. Còn các bạn mà có thương mình thì các bạn để trong lòng thì mình mừng thôi. Chứ còn các bạn đừng có so sánh. Tại vì khi các bạn so sánh như thế thì những cái xưởng khác người ta cũng nhột các bạn. Đó, và các bạn chê mình thì mình cũng buồn. À, cho nên là mình nói là nó phân đôi ra nha các bạn nha. Chứ không phải là nói những anh em nào khen mình mà những anh em chê mình không nói. Đó, khen chê gì cũng vậy các bạn.
các bạn thích mình thì các bạn cứ đến tìm mình để đặt hàng, còn không thích thì các bạn cứ tìm chỗ nào mà các bạn cảm thấy vừa bụng, ưng bụng nhất thì các bạn đặt ha các bạn nha. Chỉ đơn giản vậy thôi, chứ còn các bạn đừng có đem cái vỏ thùng của mình mà đi so sánh. Có những bạn thì nói chung thì mình cũng rất là cảm ơn, vì những cái lời của các bạn so sánh như thế là giống như là cái chỗ mình cái chất âm nó tuyệt vời hơn chỗ khác, thì cái đó là cái lòng tốt của các bạn, mình xin ghi nhớ và mình xin cảm ơn rất là nhiều. Nhưng mà cái điều đó thì mình tha thiết cầu xin các bạn là đừng có so sánh bằng cái kiểu đó nữa. Nhiều khi các bạn so sánh kiểu đó đó, rồi những anh em chỗ khác có thể là họ cũng tìm hiểu về cái kênh của mình nữa. Nói chung là nhiều khi người ta tìm hiểu để coi thằng này nó làm gì, nó cũng có, và nhiều khi tìm hiểu vào để xem ở cái mẫu bên đây là nó có mới lạ gì không, để mà chúng ta có thể là trao đổi qua lợi. Nói chung là nó rất là nhiều lý do để mà họ xem các bạn. Mà một khi họ đã xem như thế thì họ sẽ buồn. Đó, họ sẽ buồn, họ mà nghĩ là mình cái việc so sánh đó, nói chung các bạn đừng nên so sánh nữa. Đó là cái lời, đó là cái lời mình chân thành mình xin các bạn đừng có so sánh như thế. Các bạn thích mình thì cứ việc đến đặt hàng thì mình sẽ làm nha. Còn những cái điều mà nói mà so sánh về cái vỏ thùng ở cái xưởng này và chỗ cái xưởng khác thì các bạn đừng nên so sánh nữa. Thì cái đó là cái lời mà mình xin các bạn đừng có để nó tái diễn nữa. Tại vì ở đây nói chung mình là một cái hạt cát trên sa mạc, mình đã nói rồi các bạn, mình không muốn đá động với bất cứ một ai. Nó và những cái gì đó mình bức xúc dữ lắm luôn đó thì mình chỉ nói chung chung thôi. Anh em nào nghe được thì họ sửa để cho cái cuộc sống nó tốt hơn thôi. Chứ thật sự mình cũng chưa có đem ai lên đây, riêng biệt ai lên đây để mà mình nói hết, mình sỉ nhục ta hết. Tại vì khi mà mình làm cái điều đó rồi đó là cái hậu quả mình sẽ lãnh các bạn. Có thể là mai mốt những cái người khác người ta có một cái cách nhìn khác thì người ta cũng làm giống y như thế thôi. Cho nên là mình tốt nhất là mình đừng có gieo. Mình đừng có gieo thì mình không có được cái, mình không có dự hưởng được cái quả các bạn. Đó, còn cái mình thì các bạn thấy mình là cùi bắp, cùi bơ hay bất cứ cái gì cũng vậy. Các bạn có quyền chê chứ không phải là không có. Đó, thì cái đồ của mình thì các bạn thấy rồi, nó là cùi bắp miết các bạn, nó không có cái gì để mà thay đổi cả. Đó, nhưng mà cái con người của mình cũng vậy nha các bạn nha. Mình xin nói với tất cả các bạn, đó, cái con người mình cũng thế thôi. Đó, sống là chúng ta phải sống một mực. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình nói cho các bạn nghe, nếu mà chúng ta đi theo phe theo phái thì thật sự mà nói thì cái cuộc sống của chúng ta nó rất là lộn xộn. Chẳng hạn như các bạn đang theo một cái phái nào đó mà nó lương thiện, thì các bạn nhìn ngược về cái phái bên kia thì họ ác thì cứ để đại cho họ ác đi. Chứ còn chúng ta cũng đừng có đứng núi này mà trông núi nọ. Chúng ta sống làm sao cho đúng cái lương tâm của chúng ta là được rồi. Chứ còn mình mà đang ở đây mà mình nhìn về cái chỗ khác, nói chung nó khó lòng lắm các bạn. Và cái lòng mình nó rất là nặng. Cái lòng mình nó nặng lắm. Tại vì mình thấy người ta vậy là mình khó chịu, là mình nặng cái lòng mình ên mình. Chứ mình thật sự không ai làm gì mình, chứ mình cũng nặng nữa. Tại vì tôi ghét cái thằng nó quá trời luôn, mà để bụng yêu cầu nhìn nó tới nó cũng ghét, mà nó làm cái gì nhìn cũng không ưa nổi. Thì thay vì các bạn vứt nó ngang qua bên thì các bạn lo tất cả những cái công việc đó, các bạn tập trung vào cái công chuyện của mình. Nó như vậy thì nó nhẹ lòng hơn, và nó giúp đỡ được cái cuộc sống của chúng ta nhiều hơn. Chứ còn chúng ta nặng lòng quá là không được các bạn. Thì cái cặp vỏ súp 50 này thì sáng mai mình sẽ ship sớm nha các bạn. Bây giờ mình làm cho các bạn xem một cái video như thế để nghe cái tiếng súp. Thì nói chung thì lâu rồi mình cũng không có test ba cái súp 5 này các bạn. Thì mình test bây giờ dù cho có test đi nữa cũng không có test lâu dài được các bạn. Mình nện chừng dài ba phát vậy à, để cho mà cho các bạn nghe được cái lực của cái súp nó như thế nào thôi. Đó. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ cho rõ nha. Các bạn nên nhớ một cái điều như thế này, thì cái vỏ của cái lo này là lo cùi bắp á, mà nó còn nghe được vậy. Còn nếu như các bạn về xài từ cái dòng lo nó cao cấp hơn, nó là con 100 hoặc con 125 nữa, thì cái tiếng nó sẽ khủng hơn nữa nha các bạn.
Đó, thì cái vỏ súp này rất là nhiều anh em hiện tại là rất là thích nó. Là vì sao? Là tại vì mình có thiết kế cái miếng ván nhỏng ở trong đó đó, để cho cái tiếng bass của nó đi lên không trung ở phía trên, cho nó không có giống như những cái dòng trước mà nó cứ đà đà ở dưới chân mình, nó đi dài tới các bạn. Nó và cái thiết kế đó là cái thiết kế để cho nó đi xa ra đó các bạn. Đó, thì mình thấy nó rất là hiệu quả. Đó, còn những anh em nào thì đã mua những cái dòng nào mà mình đã sản xuất trước đó, thì mong các bạn cũng thông cảm. Mình thì mình ngày mình đi lên không bạn, chứ mình không thể đi xuống được. Cho nên là những anh em nào đã từng xài cái súp bên mình mà cái súp nó không có được lực lắm và nó không được đi lên không trung, nó không được đi xa, thì các bạn cũng thông cảm. Chứ nhiều khi các bạn nhìn tới nhìn lui các bạn trách nó tại sao hồi lúc đó mà không làm cái mẫu súp này cho tôi, mà tại sao mà đi làm cái súp kia như thế. Thì nói chung là về cái vấn đề mà nói nhỏ gọn hiệu quả thì mình ở đây là mình cái tiêu chí mình nó rất là lớn các bạn. Cái tiêu chí của mình cái vấn đề đó rất là lớn, tại vì biết sao, mình muốn cho tất cả các bạn được khỏe khi mà các bạn làm show đó, nó nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ bớt đi cái phần nhân lực và chúng ta sẽ không có ngán ngẩm về cái thời gian lâu dài đó. Còn anh em nào không ngán ngẩm về cái vấn đề mà nhân lực đó thì anh em cứ tìm tới mình, cỡ nào mình cũng làm được hết các bạn. Nhưng mà mình khuyên cho các bạn nha, một điều như thế này: chúng ta làm cái gì đó thì dù đó là cái công việc gì đi nữa thì chúng ta cũng phải suy nghĩ, chúng ta làm cho xứng đáng cái đồng tiền các bạn đó. Không phải là mình sống để mà mình tính toán như thế, mà là mình sống theo cái kiểu rõ ràng đó. Giống như mình nhận số cũng vậy các bạn, cho dù anh là giám đốc hay là anh là một cái cương vị gì lớn trên cái xã hội này cũng vậy hết, tôi vẫn lấy cái tiền show của anh đúng như cái công sức của tôi làm. Còn mai mốt anh em vui vẻ nhậu nhẹt hay bất cứ một cái chuyện gì đó cũng vậy hết, thì có thể là tôi ra một thùng bia hoặc hai thùng bia, hay là tốn 500-700, 1 triệu gì đó tôi vẫn chấp nhận. Nhưng mà cái vàng của tôi á, một khi đã đi thì cái giá nó phải chắc chắn như thế. Tại vì khi mà các bạn đã đi vô trong cái đám đó rồi đó, thì cái giá đó, cái người chủ nhà ta ưa có bị nổ lắm rồi. Chẳng hạn như mình lãnh chỗ khác 2,5 triệu đi, mình thấy tình nghĩa quá, thôi mình lãnh 2 triệu hoặc 2,2 triệu. Vô vẫn có chén rượu chén trà xong cái, ôi ơi cái này nó chơi giùm tôi luôn á. Có người nổ tới cỡ đó luôn các bạn. Rồi có người nói cái này nó lấy tôi có 2 triệu, nó đâu dám lấy cao đâu. Nó thì cái đó là cái nổ của người ta, không là chết mình. Rồi xong rồi đó, trong cái bàn tiệc đó đó, nó sẽ lan tỏa ra, ừ cái anh này nè, nó đi show rẻ. Rồi khi mai mốt mà người ta kêu show á, mình nói cái giá thật á, thì người ta nói tại sao mà hôm hổm đánh ở chỗ đó cái giá nó có vậy đó mà sao bữa nay giá cao vậy. Đó, cho nên là từ chỗ đó người ta cũng ghét mình các bạn. Hồi lúc mình còn làm show người ta cũng ghét, người ta nói chỗ mà chỗ này gì chỗ kia chỗ khác đó, nó không có đâu. Tôi là đi show là giá đâu đó phải căng rõ ràng đó, cho dù anh là ai, anh là cái gì cũng vậy hết. Chúng ta là con người, là chúng ta đồng với nhau hết, chúng ta cùng thở cùng chết đó, là đồng với nhau hết. Còn cái chuyện giàu nghèo đó là phước phần của mỗi người thôi, chứ còn không phân biệt già trẻ lớn bé hay là trai gái gì hết trơn các bạn. Mình không có phân biệt đó, cho dù con người đó làm lớn cỡ nào bây giờ cũng không bao giờ nịnh nọt. Còn những đứa trẻ mà nó nói chuyện mà nghe mà nó có lý, có tình, có nghĩa, mình vẫn nghe các bạn, chứ không phải là đợi người lớn mình mới nghe. Có những người người ta rất là nhỏ tuổi nhưng mà cái đầu óc của họ rất là chuẩn, nói chuyện rất là chính xác. Mấy người đó mình nên học hỏi nữa các bạn, chứ không phải là mình nói tôi lớn hơn anh, tôi có quyền hơn anh, hay là tôi nói đúng hơn anh, là không phải các bạn. Mỗi cái tư duy, mỗi cái lý tưởng của mỗi người nó khác nhau hoàn toàn. Cái tuổi tác nó chỉ là một cái phần để mà người ta tính theo cái sự sống á, người đó là đạt tới cái mức độ hay là cái ngưỡng nào thôi, chứ thật sự cái tuổi tác nó không có là cái gì.
mình đã nói thật sự các bạn, mình gặp rất là nhiều người rất là lớn tuổi rồi đó các bạn, tầm 50, 60, 70 không đó, mà mình cũng kêu bằng anh được luôn đó các bạn, tại vì họ kêu mình là xưng hô bằng anh được rồi, chứ không họ không có muốn kêu cái gì đó nó cao lớn. Còn các bạn á, muốn các bạn trọng á, là trong lòng lúc nào cũng trọng hết. Còn các bạn khinh thường là dù cho người đó lớn tới cỡ nào, các bạn nếu các bạn đã không coi trọng người đó rồi thì ở trong lòng các bạn nó cũng không quan trọng đâu. Cái đó mình nói thật sự nha. Cho nên là thường thường là mình gọi với tất cả các bạn trên mọi miền đất nước toàn là bạn bè với nhau không. Đó, có khi mình cũng nói bây giờ mình không biết cách gì để mà xưng hô. Đó, bạn là bạn trên kênh thôi, còn ở ngoài là khác các bạn. Chứ không thể nào mà chúng ta ai này nó mất dạy lớn nhỏ gì nó cũng là bạn hết trơn là không phải đâu nha các bạn. Cái đó là một cái sự xưng hô cho nó gần gũi thôi. Đó, chứ không phải là cái con người mình mà nó thô sơ mà nó mất dạy như thế đâu, không có các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nghe thêm chút xíu nữa nha các bạn. Chứ bây giờ nghỉ ngang thì nó cũng hơi uổng, mình nghe chút xíu nữa coi nó làm sao coi. Đứng gần nghe cho nó sướng các bạn. Kệ nó dù có bể có gì các bạn thông cảm nha. Súp không nha các bạn nha. Ô sao cái kênh này bị lệch mình nè. Đó các bạn nghe không? Nghe cái tone mình nó tè chơi các bạn. Có những anh em nói sao mà cách có 1 mét 2 mét sợ không tè. Nhưng mà cái độ tè nó không phải có lớn có nhỏ chứ làm gì mà mình tính chung được các bạn. Đó các bạn nghe đi. Các bạn đeo tai nghe và các bạn cảm nhận. Căng nha các bạn nha. Cái đèn clip nó cháy như thế là căng lò đó. Cái lò này là nó tầm hẳn 800W thôi chứ không có lớn hơn nữa đâu các bạn. Căng rồi đó. Nè các bạn coi cái tone nè. Cái điện thoại mình lấy nét không được các bạn ơi. Cho nên là cái độ rung nó là mình quay là quay cho các bạn xem thôi chứ không biết là lấy nét có được hay không nữa. Rồi, thì mình sẽ tắt luôn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ lo ra để ngày mai mà mình ship hàng cho cái em này. Thì cái cặp này thì em ấy đã chuyển hết trơn tiền các bạn ơi. À, kể cả cái tiền ship luôn. À, em ấy cũng chuyển luôn. Đó thì... mình một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bạn gần xa trên mọi miền đất nước vì đã ủng hộ cái sản phẩm bên mình, và nếu không ủng hộ bên sản phẩm bên mình thì mình cũng cảm ơn những cái lượt xem và những cái lượt chia sẻ và những cái lượt thích của tất cả các bạn. Vì có những cái nhỏ nhặt như thế thì cái kênh mình mới được phát triển cho đến ngày hôm nay, tuy rằng nó không có tiền có bạc rồi. À, nhưng mà cái tên Hoàng Tấn thì ít nhất thì cũng được nhiều người biết rồi các bạn. Đó, mình điều đó mình rất là hạnh phúc rồi các bạn. Đó, mình không cần tiền YouTube này nhiều. Đó, hiện tại thì nói chung là cũng rất là cần đó các bạn, nhưng mà không có thì mình cần thì cũng không có các bạn. Đó, cho nên là cái điều đó là cái điều rất là nhỏ nhặt mà các bạn đã giúp đỡ mình trong suốt cái thời gian qua. À, có những anh em đặt hàng mà nói là theo dõi cái kênh của mình là tới 2 năm mấy này đó các bạn mới quyết định đặt. À, thì sẵn đây mình cũng xin nói thêm nữa thì các bạn ơi không cần phải vội vàng các bạn. À, chúng ta cứ theo dõi cho thật là kỹ và theo dõi cái từng cái sản phẩm ở phía này phía khác, nói chung là cả 100.000 cái xưởng lo lần chứ không phải là ít đâu các bạn. Cho nên là các bạn muốn tìm một cái hàng nào mà nó ưng ý đó thì cái trước tiên các bạn, cái điều mà nên làm là các bạn phải theo dõi và các bạn phải tinh tế, là các bạn phải biết được là cái người đó là người ta quảng cáo có đúng hay là không.
Còn cái kênh của mình là không có quảng cáo nha các bạn. Ở đây thì nghe thì cho các bạn nghe đó, còn cái lời nói thì chỉ là giải thích như thế nào để cho các bạn biết cái nguyên lý thôi. Còn nói về cái vấn đề mà nói là hàng chuẩn nhất hay là hàng tốt nhất hay là hàng gì đó là không có nha các bạn. Mình không dám nói điều đó. Là tại sao? Là tại vì 9 người mà 10 ý các bạn. Nó thường thường ta nói câu sao mà tại sao có 9 người mà tới 10 cái ý rồi. Đó, thì bây giờ mình được với tất cả các bạn mà người khác không được thì cũng như không. Đó, cho nên là bây giờ các bạn cứ theo dõi cái kênh của mình. Theo dõi hoài, theo dõi mãi cho đến một ngày nào đó các bạn thật sự tin thì các bạn tìm tới. Đó, còn không thật sự tin thì thôi, chứ còn các bạn đừng có so sánh. Đó, nói chung là có những anh em là so sánh mình thấy cũng hơi nhột nhột, tại vì một bên thì thương mình mà một bên thì ghét mình đó các bạn. Cho nên là hai người cãi mà cãi trong cái kênh mình thì cũng như là nói qua nói lại đó, mình cũng hơi là hơi buồn chút xíu. À, thì ai cũng có chén cơm manh áo, ai cũng phải đi kiếm hết. Cho nên là về cái vấn đề đó thì các bạn cũng bỏ qua nha các bạn nha. À, đừng có mà chúng ta đừng có so đo từng những cái lời nói đó. À, mình sống làm sao cho nó chan hòa, cho nó vui vẻ là tốt rồi các bạn. Rồi một lần nữa mình xin chúc cho tất cả các bạn gần xa trên mọi miền đất nước và các anh chị em bên đội ngũ YouTube. Xin chúc cho tất cả các bạn có một buổi tối thật là an lành. Rồi mình xin kính chào.